Chào cả nhà nha. Hai vợ chồng vừa đi đi chợ mua ít đồ ăn, rồi ghé chỗ cái hải sản thì Linh thích, tự nhiên đột nhiên thích ăn ăn gì? cá nướng xong là dầm với rau răm với nước mắm tỏi ớt. Ồ, cá nướng dầm với rau răm với nước mắm tỏi ớt. Món này giống như là món ở miền Tây á, mà lấy cá lóc lên á, rồi nướng trui rồi Đúng dầm rồi, á, đúng không? Đúng không? Ok, đây vậy là cá đó. Nhớ đi chợ mua cá xong đi nướng ra về, rồi về làm. Giờ phải nướng hả? Nướng nướng gì? Nướng không mình nướng đốt than nướng. Để đốt than nướng nè. Mua được mấy cá ngon nè. Đó. cá này nè, tướng cá này nè, nhìn giống giống cá lóc ha, cái cây gì, Cá lóc á. Cá lóc Úc. cá lóc tưởng tượng, Mua được mấy cá đục nè, cá lóc đục bự chảy. Đục này bữa nào anh chiên nước mắm tỏi ăn ngon lắm. chưa mừng luôn. Wow, một cá đục bự dữ vậy. Con này gì đây? Con này con gì? Con đó. Cá đục bự chảy nè, to một gang tay, gang rưỡi á. Còn cá này có cái tên đó, chút xíu mình đưa cái tên vô coi mà mình không biết là cá gì. Ok, giờ nướng nha, giờ ra đốt than nướng. Cá đó mặn rồi. Cá này chưa mặn. 11 đô một ký. Định đốt trong cái bếp, đốt than ở trong cái bếp nhỏ nhỏ kia đem lên đó đốt mà nhà hết than. Mà cái cá này mà nướng ở trong cái oven á thì chắc nó không thơm, nó không ngon đâu vậy đó. Chịu khó ra đây đốt miếng lửa rồi lát nướng cá. Thì làm mấy cái tre này, lấy cái xiên vô cá nướng lật cho nó dễ nha. Linh đang làm cá trên đó. Mấy cá nó cũng làm rồi mà rửa lại cho nó đẹp. Vớt mấy cái tre, vớt mấy cái xiên. Ok, để mình đốt cái lửa này luôn. Đốt cái này dễ đốt rồi. Như nướng cá lóc ở Việt Nam á. Cháy ở ngoài hết nha cả nhà, tại vì mình nướng lửa ngọn á chứ không phải là nướng lửa than. Do đó chút xíu mình sẽ phải cạo cái dãy nó, bỏ hết cái phần lớp cháy bên ngoài thì nó mới đảm bảo nó sẽ cháy bên ngoài.
Nhưng mà nướng vậy là thơm mùi khói. Cái con cá nục á, nướng có vẻ nó tròn trịa hơn. Còn cái con cá kia á, nó bị rách cái da. Mình nghĩ là chín rồi á. Cá nó mau chín lắm. Chảy mỡ bên trong ra. Ok. Nè. Rồi nó thơm cái mùi y chang như mùi cá lóc nướng đó nha. Thật ra cá nướng này nó cái mùi nào nó cũng giống mùi nào á. Không hẳn cá lóc nướng mà được nè, con này nó hơi bể. Rồi, xong. Dư lửa nhiều quá không biết làm gì đây. Biết lên cái nấu gì nữa không biết. Không dập lửa đi. Rồi, nhiệm vụ nướng cá của mình là xong. Giờ giao lại cho đồng chí này làm nước mắm, muốn làm muốn dầm cái gì đó dầm. Giờ mình đi tắm thay đồ buổi tối. Rồi quay lại ăn tối với gia đình ha. Cảm ơn cả nhà, quay lại ăn tối với gia đình. Ăn món này chắc ăn cơm ngon á. Mắm rồi bỏ nó vô trộn lên xong không có gì đâu. Ý gì ha, món này nó vậy chứ đơn giản ha, nhưng mà chịu khó đốt cái lò lên nó mới thơm. Nếu nướng hồi nãy định nướng trên lửa than mà nè hết than rồi, nhưng mà đốt cái đó còn ngon hơn á. Chứ mà nướng trong cái oven này thì nó cũng chín á, nhưng mà nó chín theo kiểu khác. Nếu mà nướng oven á, mình nghĩ phải lấy cái giấy bạc nó quấn lại ướp vô nướng nó ngon hơn, nó giữ lại cái độ ngọt. Còn cái nướng cái kiểu này á thì nó sẽ có cái mùi thơm của cháy cháy, của hương đồng cỏ nội, của dân dã miền Tây. Có nhựa nó chảy ra. Cái này đỡ nè. Ừ, cân cá đục mà dễ. Trời ơi, nó đen. Đen quá. À, nó hết nè. Hết rồi nè ơi. Tróc tróc. Được dễ nó mới tróc được dễ xuôi. Sao dễ vậy? Ờ, đừng tới đâu rồi? Cá mới vô. Để làm gì đây? Nước mắm. Linh giả nước mắm tỏi ớt á cả nhà. Như lại xé cái rau răm nhỏ nhỏ bỏ vô. Này có khế chua nữa phải không? Ăn này làm nhớ anh hồi xưa ở quê. Cũng nấu món cá đồng á. Hồi xưa nhà nấu cá đồng là có rau răm, rau gì giống như ở quê anh là ăn cái rau, hễ có cá đồng là phải có cái rau dạng thọ. Mà trong em không biết cái rau dạng thọ kêu là rau gì. Hồi đó nghe ông nội đâu rau nhái rồi vậy. Trộn lên, trộn với lại cái này nó khế chua gỏi. Miền Tây không có khế chua nhé. Mình thấy cái chua. Cái rau ôm hoặc rau răm trộn với nhau. Trộn lên. Trộn nhẹ nhàng thôi nha, nó nét bét hết đó. Không phải nước mắm dữ nè. Trộn nhiều quá hết vô. Rồi, mọi thứ đã sẵn sàng. Mời cả nhà ăn cơm nha. Một bữa cơm gia đình rất là đơn giản. Chỉ có món cá nướng. Nhà hôm nay chỉ có món cá nướng ăn với cơm. Xong. Thử nè, thử này nha. Cơm đi. Em muốn nhiều, múc nhiều, múc mà để ăn cơm. Ừ. Ngon á. Trời cái mùi khói. Mùi cháy. Ăn mà mùi cháy khói nó bọc lên mũi luôn. Giống bỏ. Đúng rồi. Ừ, ngon. Em có bỏ rau ôm vô nữa. Mà đây đâu có. Mình có rau ôm. Wow. Ăn này là hết cơm. Ngon không? Nhà làm thử đi. Ngon vậy.
Mua cá đại về em, nướng lên. Cá đại thịt nó ngon. Còn rau răm, với lại nước mắm tỏi giả vô. Vậy thôi đủ rồi, bữa cơm vậy đủ rồi, không cần nhiều. Còn có cá nục nữa nè. Tôi ăn giò. Chết rồi. Ăn cơm nó không ăn được. Không còn xương à? Cơm gớm kìa. Ngon. Xương bụng. Con cá nục này nướng ăn cũng ngon lắm nha. Chấm với nước mắm. Trời ơi. Chết rồi. Ngon thật, không đùa. Nước mắm á, mình bỏ vô nước mắm nó thấm vô luôn. Cá này nướng nó mau chín lắm nha cả nhà. Chừng nãy mình nướng tới chắc 10 phút á. Nướng lên lửa vậy nó mau chín lắm. Vẽ ra nó vẫn vẽ được rồi nè. Là ngon rồi. Cá nục nướng. Chắc mà lắm được. Ăn trúng cái chén trái này ngon. Miếng cơm nữa. Nóng lắm. Cơm bị nhiều nha. Này ở trong Sydney, Melbourne thì mấy cá này đầy. Mua về nướng phát. Chịu khó đốt lửa than lên nướng. Nướng cho nó cháy cháy nó thơm thơm. Làm thử đi. Ngon lắm, phê lắm. Cái mùi rau răm nó thơm. Mặn mặn với lại nước mắm tất nhiên à. Cái thơm á, cái thơm của cá nó cháy nó quan trọng. Này. Sức anana chắc cũng tô cơm này á. Thơm. Em ăn cũng đừng tô à. Mình lớn lên ở vùng quê ăn mấy này thấy nó ngon, chứ mấy đứa nhỏ mà lớn lên đây nó đâu có thấy cái này ngon đâu, mình đâu rủ nó ăn được. Mình nấu pumpkin soup á thì nó ăn nó mới ngon, mà cái thứ quỷ đó là cái thứ đâu phải là tuổi thơ của mình đâu, mà rủ này nó ăn đâu, nó không biết. Mà nước mắm nó lạc lạc vậy nè ha. Ngập thì nó không ăn nó. Cái mặn quá khó ăn. Không mặn ngọt ngọt. Hơi ít rau răm, không? Hết rồi. Hết rau răm rồi. Mùa đông rồi, do đỉnh điểm mùa đông rồi, rau cũng đi luôn. Rau mùa đông là rau nó theo ông bà hết. Mùa nữa nó mới về. Mấy con ngựa nó biến mất luôn á. Nó không chết nha. Nó nằm dưới đó. Mấy nữa. Sáng giờ ăn gì đâu. Ăn 3 lát bánh mì với lại pumpkin soup. Cái bánh. Cơm lùa lùa. Cơm lùa lùa lâu quá.
Cái nục này béo à anh ha. Ừ. Bự rồi. Còn ngọt không? Ngọt. Cái nục này á, cả nhà thỉnh thoảng cũng có thể làm món này nữa nè. Chiên lên, chiên cho rửa liu liu cho nó cháy cháy ha, xong rồi giả một cối nước mắm đó, tỏi. Cái lúc mà tắt bếp á, đổ nước mắm tỏi vô trong con cá luôn, cho nó cháy, cho nó sôi sôi cái nước mắm lên, rồi nó hòa quyện vô con cá, chấm với rau sống, dưa leo. Ăn cái đó cũng chết mọi người. Bữa nào mình làm bữa nữa ăn, bà này thích lắm. Ăn cái đó là ăn rau sống rất được nha. Nhà nếu mà có rau sống nhiều á, về chấm với nước nước mắm mà đổ vô trong con cá chiên. Wow. Nó là một câu chuyện nữa đó. Ok vậy nha. Hôm nay hứng chí lên rồi đi chợ rồi mua cá hai chồng về nướng lên rồi ngồi ăn cơm tối. Rồi làm cái video này chia sẻ với lại gia đình theo dõi cái kênh của Bảo với Linh trên bầu trời Tasman Family. Một lần nữa hai vợ chồng cảm ơn cả nhà đã coi video đến giờ phút này nha. Nhớ đăng ký kênh, subscribe, like. Nói chung cho nó vui mà có động lực. Chào chị, hẹn gặp cả nhà lại video kế tiếp. Bye bye.